Hội nghị quán triệt nội dung hai cuốn sách về đại đoàn kết toàn dân tộc và đường lối đối ngoại của Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối tới 416 điểm cầu các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương với sự tham gia của gần 18.400 đảng viên. Dự và chủ trì tại điểm cầu Bộ Công Thương có đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương cùng đông đảo các đảng viên đã nghe diễn giả phổ biến quán triệt nội dung về xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. Đây là công trình đầu tiên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mang tính hệ thống tập hợp những phát biểu, bài viết về lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao trên cả ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Các bài viết, bài phát biểu thể hiện bước phát triển về tư duy lý luận, trí tuệ sắc sảo, tầm bao quát chiến lược kết hợp với thực tiễn phong phú, sinh động cùng phong cách của người đứng đầu, cho thấy sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng đối với những vấn đề trọng yếu của đất nước.